nền kinh tế mỹ và thị trường chứng khoán mỹ rất có thể sẽ lâm nguy thậm chí là sụp đổ nếu như quá trình luận tội tổng thống mỹ donald trump và cái việc mà tổng thống mỹ nếu bị kết tội thì có thể khẳng định rằng thị trường chứng khoán mỹ sẽ sụp đổ và cái việc thị trường chứng khoán mỹ sụp đổ sẽ kéo theo nền kinh tế Mỹ nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung rất có khả năng và có nguy cơ sẽ đi vào một cái đợt suy thoái kinh tế trầm trọng hơn trong giai đoạn 2020 2025. Nhiều người trong quý anh chị và các bạn sẽ hỏi và đặt câu hỏi rằng căn cứ vào đâu mà Thắng ơi lại đưa ra những cái bình luận những cái chia sẻ mang tính chiến lược cũng như có phần hơi gắt trong cái vụ việc mà tổng thống Mỹ đang bị hạ viện Mỹ đưa ra những cái lời phán quyết cũng như là thực hiện cái quá trình luận tội. Trước khi đi nói chuyên sâu hơn về cái chủ đề này thì tháng ơi xin được chia sẻ với quý anh chị và các bạn một cái chủ đề tương tự liên quan tới việc điều gì đã xảy ra với ba tổng thống mỹ bị luận tội trước đó và một trong số ba tổng thống mỹ bị luận tội trước đó có một tổng thống đã bị luận tội và có liên quan mật thiết tới vấn đề của việt nam mà ít người biết tới Thưa quý vị và các bạn là Donald Trump đã có nguy cơ, ông Donald Trump đang có và đã có nguy cơ trở thành một trong số ít các tổng thống Mỹ bị Hạ viện Mỹ luận tội. Sau luận tội, có người đã thoát nạn, cũng có người phải chịu kết quả rất là đắng. Và quá trình luận tội thì diễn ra khá là dài. Trong quá trình luận tội cũng có thời kỳ thì kinh tế Mỹ và thị trường tài chính Mỹ thì đi bay mất khoảng tầm gần 30% giá trị cũng có thời kỳ thì thị trường chứng khoán Mỹ lại tăng điểm. Chúng ta không thể ngay lập tức cứ nói rằng luận tội là sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế. Tuy vậy thì chúng ta cũng qua những cái bài học của cái câu chuyện ba lần ba đời tổng thống Mỹ đã bị luận tội trong số 44 đời tổng thống Mỹ để chúng ta có những bài học kinh nghiệm cho cái câu chuyện là thời gian tới nếu cái sự việc Hạ viện Mỹ tiếp tục đưa ra cái câu chuyện là luận tội Tổng thống Mỹ và kết tội Tổng thống Mỹ trong một số cái bê bối gần đây để chúng ta đề phòng và chúng ta có góc nhìn tổng quan về kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Mỹ nói riêng. Thực sự thì dù hiếm khi được đem ra áp dụng chờ xong cái điều 2 khoản 4 của Hiến pháp Mỹ luôn là thứ mà 44 đời Tổng thống Mỹ thực sự là e ngại và không muốn bị sử dụng để áp đặt lên mình trong cái thời kỳ mà làm tổng thống Mỹ. Cái điều khoản này thì quy định rằng tổng thống và các viên chức trong chính phủ Mỹ sẽ bị bãi nhiệm nếu bị luận tội và kết án các tội danh như phản quốc, hối lộ hay dính líu đến các tội danh và hành vi nghiêm trọng khác. Bước đầu tiên của quá trình luận tội được tiến hành là hạ viện Mỹ sẽ làm trước nơi xảy ra các cuộc tranh luận và biểu quyết về việc có nên đưa ra các cáo buộc hay không. Quá trình thực tế có thể được thông qua một cách đơn giản bởi phe đa số trong tổng số 435 thành viên của Hạ viện Mỹ. Nếu một nghị quyết luận tội được Hạ viện Mỹ thông qua, phía thượng viện sẽ tổ chức một phiên tòa xét xử tổng thống với chủ tọa là tranh án của tối tối cao pháp viện Mỹ một sự đồng thuận của 2/3 thượng viện. Trong việc biểu quyết tội danh thì tổng thống Mỹ sẽ bị tước quyền và bị kết án. Sau đó thì tổng thống Mỹ hoàn toàn sẽ bị bãi nhiệm và phải chịu trách nhiệm với những cái tội danh mà tổng thống đã gây ra. Từ khi mới được ban hành cho đến nay thì có tổng cộng 20 thành viên chính phủ Mỹ đã trở thành nạn nhân của điều 2 mục 4 hiến pháp với các cáo buộc khác nhau. Trong đó có 8 người đã buộc phải rời nhiệm sở, đa số là các thẩm phán cấp liên bang đã bị à, sử dụng cái điều này để luận tội. Tuy nhiên, chỉ có 3 trong số các đời tổng thống của 44 đời tổng thống Mỹ à, bị lưỡng viện Mỹ luận tội và xét xử thì họ là những ai? Thì thưa với anh chị và các bạn, ba trong số đó thì có một người là bị luận tội vì dính tới Việt Nam bị dính líu lưu tới Việt Nam và dính lưu đến chiến tranh Việt Nam. Người đầu tiên mà bị tự luận tội đó là Bill Clinton, Bill Clinton. Vào tháng 10 năm 1998, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu và triển khai các thủ tục luận tội đối với vị tổng thống của Đảng Dân chủ sau nhiều tháng tranh cãi về mối quan hệ của ông với bà Monica Lewinsky, một thực tập sinh tại Nhà Trắng cuộc biểu quyết nối ra sau hai vòng đối chất của tổng thống Clinton diễn ra trong năm, lần thứ nhất vào tháng 1 và lần thứ hai vào tháng 2 và lần thứ ba là lần thứ hai vào tháng 8 khi ông bị luật sư độc lập đối chất về việc tham gia các mối quan hệ không lành mạnh với cái người thực tập này. Trước một bồi thẩm đoàn cấp liên bang, tổng thống Clinton chính thức bị luận tội vào ngày 19 tháng 12 năm 1998 với cáo buộc là giả mạo lời khai trước bồi thẩm đoàn và gây cản trở thi hành công vụ, một phiên tòa xét xử của thượng viện đối với ông được triển khai vào ngày 7 tháng 1 năm 1999 và diễn ra trong 4 tuần với chủ tọa là tránh án William Jaquist. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 2 cùng cái năm 1999, thượng viện Mỹ đã biểu quyết tha bổng cho tổng thống Clinton do chỉ có 45 thượng nghị sĩ bỏ phiếu kết án ông về tội khai man và 50 phiếu cho tội cán trở công lực gọi là cán trở công vụ ít hơn mức tối thiểu cần đạt được là 67 phiếu để tiến hành việc xét xử Người thứ hai là ai? Đây chính là người có dính líu và tới Việt Nam và cũng bị luận tội vì các vấn đề của Việt Nam đó là ông Richard Nixon. R Richard Nixon Hạ viện Mỹ đã khởi xướng một quá trình luận tội đối với Tổng thống Mỹ Nixon vào tháng 2 năm 1974 khi ủy quyền cho Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ mới cuộc điều tra xem xét xem là có đủ căn cứ để cáo buộc ông về các tội danh và hành vi nghiêm trọng hay không. Các cáo buộc trên chủ yếu liên quan đến vấn đề bê bối của Watergate, Watergate vụ đột nhập vào trụ sở của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ bị phát giác vào tháng 2 năm 1974 các nỗ lực của chính quyền Nixon nhằm che giấu dính líu của mình với cái vụ việc này. Vào tháng 7 năm 1974, Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Mỹ đã phế chuất ba điều khoản luận tội với Tổng thống Nixon gồm các tội danh cản trở công lý, lạm quyền và coi thường quốc hội. Thậm chí trước cả khi toàn thể Hạ viện có biểu quyết cho các điều khoản luận tội, một đoạn ghi âm được công bố cho thấy rõ ràng Tổng thống Nixon có vai trò trong việc che đậy các cái vụ bê bối à, của cái vụ uh, Watergate điều này đã buộc ông Nixon từ chức vào tháng, ngày mùng 9 tháng 8 năm 1974 Tuy vậy thì chúng ta phải quay lại xem là cái vụ uh, gọi là Watergate là cái gì mà lại dính líu tới Việt Nam thì vụ Watergate là một vụ bê bối chính trị trên chính trường Mỹ từ năm 1972 tới năm 1974 dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Vụ việc này là đó là vào cái thời điểm chiến tranh Việt Nam. Khi chính quyền Nixon đã lạm dụng quyền lực để ngăn chặn cái phong trào phản chiến và lực lượng chính trị đối lập của Đảng dân chủ. Thì thời kỳ này thì nó tóm tắt cái nội dung của cái bê bối Watergate như sau. Có thể tóm tắt vụ việc là như sau, sau khi mà năm cái tên trộm đột nhập vào văn phòng của Đảng dân chủ tại khách sạn Watergate của Washington DC vào ngày 17 tháng 6 năm 1972, Cục điều tra Liên bang Mỹ Hoa Kỳ FBI lần ra manh mối của chiến dịch do thám này chính các nhân vật thân cận của tổng thống Mỹ Nixon cùng với ủy ban vận động bầu cử của ông đã tổ chức đột nhập vào à, và nhắm vào đối thủ chính trị đảng dân chủ tuy nhiên các kết quả điều tra của FBI đã bị yếm đi và một à, dưới sự dưới những cái âm mưu che đậy của nhà trắng cho tới khi hai nhà báo à, của tờ Washington Post và à, công bố các cái thông tin liên quan lên mặt báo, Quốc hội Mỹ bèn lập Ủy ban điều tra trước nguy cơ bị Quốc hội phế chuất tháng 9, ngày 9 tháng 8 năm 74 thì Nixon từ chức. Nói như thế thì anh chị và các bạn vẫn thấy là chưa có liên quan nhiều. Thực sự cái sự liên quan tới, tới chính trường Việt Nam và cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam 1972-1974 thì rất là rõ nét. Bởi vì cái việc mà che đậy các cái thông tin liên quan tới việc mà quân nhân của Mỹ bị thiệt mạng ở chiến tranh Việt Nam và cái phong trào gọi là phong trào phản chiến tức là đảng dân chủ và người dân một số các cái tổ chức đã gọi là kêu gọi là rút khỏi chiến tranh Việt Nam nhưng mà cái thời tổng thống này thì đã không làm như vậy cụ thể như sau kể từ khi nhận chức tức là ông Nixon nhận chức có khoảng 300 quân nhân của Hoa Kỳ tứ chiến mỗi tuần tại Việt Nam. Và quần chúng Hoa Kỳ đã không hoan nghênh của cuộc chiến này với các cuộc kháng nghị bạo lực nhằm phán chiến và diễn ra. Họ kêu gọi là hãy rút hết quân của Mỹ tại Việt Nam bởi vì là thân nhân của họ là chịu cái thiệt hại cũng như là mất mát về người và của cho đất nước của Mỹ. Chính phủ của trước đó, trước thời Nixon là ông Johnson chấp thuận đình chỉ ném bom để đổi lấy các cuộc đàm phán không có điều kiện tiên quyết xong thỏa thuận này không bao giờ có hiệu lực đầy đủ theo như một số các nhà quan sát thì không lâu sau khi nhận chức nixon đã kết luận rằng không thể giành chiến thắng trong chiến tranh việt nam và quyết định nhanh chóng kết thúc chiến tranh tuy vậy thì cái câu chuyện rút quân và đình chiến tại việt nam thì đã bị gọi là chậm trễ cũng như là rất nhiều những cái thông tin tại chiến trường Việt Nam thì được giấu nhẹm đi, không được công bố cho dân chúng. Dẫn đến câu chuyện là tháng 3 năm 1969, The Nixon phê chuẩn một chiến dịch ném bom bí mật vào các cái vị trí của lực lượng miền Bắc Việt Nam và đồng minh của họ tại Campuchia và có hiệu lực, có cái tên hiệu là chiến dịch Menu. Một chính sách bắt đầu dưới thời của Johnson và các hành động này đã khiến Campuchia bị ném bom nặng nề. À, chủ yếu cái câu chuyện ném bom này là để cắt đứt cái con đường Hồ Chí Minh cũng như là cái câu chuyện nó là gọi là cắt đứt các cái, các cái viện gọi là khí tài vật lực của miền Bắc Việt Nam và chuyển rơi vào miền Nam Việt Nam để à, gọi là à, phục vụ cho cái câu chuyện giải phóng miền Nam trong cái thời kỳ 1969 1974. Và cái lượng bom mà đã ném xuống cái cái cái, cái, cái trong cái thời kỳ này thì thực sự mà nói thì nó còn nhiều hơn là những bom đạn mà Mỹ đã, nọ đã, đã sử dụng để ném trong cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai và rất nhiều những cái vấn đề mà anh chị có thể tìm hiểu thêm bằng cái việc là gõ lên Google uh, một cái từ khóa khá là phổ biến đó là uh, tìm hiểu về cái tổng thống Mỹ chân Nixon và tìm hiểu thêm về cái bê bối Watergate nó liên quan tới cái 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 chính trường Việt Nam và bị luận tội như thế nào. Tiếp tục cái chủ đề của chúng ta về người thứ ba. À, cái người này thì nó là khá xa rồi, đó là ông Andrew Johnson từ năm 1868 cơ. Và cái bản luận tội của Tổng thống Johnson năm 1868 đính điểm của một cuộc tranh chấp nảy lửa giữa một vị Tổng thống và Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát ở thời điểm tái thiết sau cuộc nội chiến của Mỹ năm 1965-1968. Nguyên nhân cụ thể cho việc luận tội và nỗ lực sa thái Bộ trưởng Chiến tranh Edwin Stanton của Tổng thống Johnson do lập trường cứng rắn của ông Stanton đối với phe bại trận miền Nam 9 trong số 11 bản luận tội đối với tổng thống Johnson đều liên quan đến những lùm xùm của ông với người đứng đầu bộ chiến tranh này. Và cái cuộc luận tội này thì là đến ngày 16 tháng 5 năm 1968 thì sau một phiên xét xử đầy báo táp, thượng viện Mỹ cuối cùng đã không thể kết luận và đưa ra kết án bất kỳ tội danh nào đối với tổng thống Johnson trong tổng tổng số 11 tội danh được nêu dọn nêu ra do không đủ 2 phần 3 cái lượng phiếu cần thiết sau 10 ngày tạm nghỉ thì hai vòng bỏ phiếu sau đó cũng gặp thất bại với tỷ lệ tương tự và quá trình luận tội Johnson cũng chính thức khép lại. Như vậy là trong ba cái cuộc luận tội của Tổng thống Mỹ thì hai trong số đó thì không đi đến được cái kết quả. Một là chỉ có mỗi cái cái cái, cái thời mà liên quan tới Việt Nam đó là Nixon Nixon là bị luận tội và buộc phải từ chức. Thì cái thời Tổng thống tiếp theo thì đã uh, Ông Nixon, Richard Nixon đã được gọi là tha bóng cũng như là được 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 cái gọi là tổng thống kế nhiệm là gần như là đã gọi là miễn cho cái tội tội danh và về nhà với về tức là sống với cái cuộc đời là 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 người công tác tư vấn thôi, chứ không bị luận tội. Thì cái điều gì sẽ diễn ra và với tổng thống Mỹ hiện nay thì như thế nào? Thì tổng thống Mỹ đang bị đả kích. Và, và cũng như là đang bị luận tội với cái việc đó là dính dáng đến cái bê bối yêu cầu một cái quốc gia uh, khác gọi là can thiệp vào uh, việc điều tra con trai của một cái vị phó tổng thống hiện nay đang là cái ứng cử viên nặng ký có thể tham gia tranh cử năm 2020 uh, đấu với lại tổng thống Mỹ Donald Trump. Và cái cuộc điện đàm này thì được công khai trên uh, Nhà trắng đã công khai À, dưới cái người gọi là người người à, à, đưa tin là đã, đã 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 công bố cái thông vấn đề này thì cái câu chuyện này nó sẽ diễn ra như thế nào thì thực sự là rất khó trong cho chúng ta để có thể đưa ra kết luận chúng ta chỉ có thể là theo dõi sát cái quá trình của hạ viện mỹ à, cáo buộc luận tội Tổng thống Mỹ trong giai đoạn cuối năm 2019, đầu năm 2020 cũng là cái giai đoạn mà vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ. Tuy vậy thì ở cái chiều ngược lại thì Tổng thống Mỹ đã kích cái cuộc điều tra luận tội và cho rằng cái việc điều tra luận tội đồng nghĩa với việc đảo chính và rất có thể thì sẽ có những cái 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 cái, cái quyết sách gọi là tương tự cũng như là những cái quyết sách gọi là mạnh tay trong cái vấn đề này. Và trong một cái chia sẻ gần đây vào ngày mùng 3 tháng 10 năm 2019 thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng một số cái từ rất là thô thiển ví dụ như là búp xít là tạm dịch là cái tào lao trong các cái bài phát biểu chống lại các cái cuộc điều tra luận tội ông. Và viết trên Twitter vào ngày mùng 2 tháng 10 rằng các đảng viên đảng Dân Chủ nên tập trung xây dựng đất nước, không nên lãng phí thời gian của mọi người vào và năng lượng của người dân Mỹ vào cái công chuyện tào lao gọi là uh, săn săn phù thủy cuộc săn phù thủy hoặc là luận tội tổng thống Mỹ ông Trump uh, khi, khi đứng cùng với tổng thống Phần Lan cũng đã nói một số vấn đề liên quan tới cái câu chuyện này và thưa với anh chị và các bạn thì chúng ta sẽ bàn sâu hơn về cái chủ đề tại sao mà nếu như cái vụ việc này nó đi sâu hơn và cái việc luận tội tổng thống Mỹ là sẽ, nếu thành công tức là hạ viện Mỹ uh, thành công trong cái câu chuyện là xem xét đưa tổng thống Mỹ vào uh, luận tội cũng như là kết án mà nếu kết án thành công nữa thì thưa với anh chị và các bạn thì tại sao thị trường và nền kinh tế Mỹ nhiều khả năng sẽ đi vào cái trạng thái sụp đổ có 3 lý do như sau. Cái lý do thứ nhất mà chúng ta thấy được rằng là trong suốt cái giai đoạn từ khi tổng thống Mỹ lên nắm quyền tới nay đó là năm 2000 16 đầu năm 2016 và đến nay thì chỉ số chứng khoán Mỹ đã có một cái sự thăng hoa khá là tuyệt vời, đưa chỉ số chứng khoán Mỹ từ khoảng 18.000 điểm chỉ số công nghiệp Dow Jones vượt lên tới mức đỉnh điểm vào một số cái thời điểm thì có cái điểm số khoảng đâu đó 27.000 điểm. Như vậy là đã 10.000 điểm đã tăng cho cái chỉ số công nghiệp Dow Jones và Đến năm 2010 gọi lần 18, đầu năm 2018 thì chỉ số chứng khoán Mỹ đã có những lúc đạt cái đỉnh điểm này, 26.616 điểm là vào đầu tháng 1 năm 2018. Và kể từ đó đến nay, tức là trong suốt gần 2 năm qua thì chỉ số chứng khoán Mỹ được giữ ở cái vị trí đỉnh cao này trong suốt gần 2 năm qua trong cái chu trình tăng điểm từ đầu năm 2016 Vậy là rõ ràng là cái việc mà Tổng thống Mỹ lên nắm quyền Thì đã không chỉ đem lại công an việc làm cho người Mỹ nhiều hơn và đã mà còn đem lại những cái lợi ích về mặt tài chính cho các ông chùm à, trong cái lĩnh vực đầu tư tài chính cũng như là những cái ông chùm à, trên thị trường tài chính chứng khoán và gần như có thể nói một cái cái từ gọi là hoa mỹ đó là tổng thống mỹ đã giúp làm giàu cho giới tài phiệt mỹ rất là nhiều trong cái giai đoạn mà ông này lên nắm quyền và cái tướng chừng như cái cuộc chiến thương mại mỹ trung mà mỹ khơi dậy cũng như rất nhiều các cái cuộc chiến thương mại được nối ra lẻ tẻ giữa mỹ và các quốc gia khác cũng như là những vấn đề mà tổng thống Mỹ đã làm được trong cái lời tuyên bố nhận chức của mình đã dẫn đến rất nhiều những cái lợi ích cho nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là thị trường tài chính, đặc biệt là những tay tài phiệt của Mỹ đã được hưởng lợi rất nhiều và bên cạnh đó nữa thì nền kinh tế Mỹ cũng được hưởng lợi rất rất nhiều trong cái câu chuyện này. À, cạnh vào đó thì chúng ta cũng đã thấy được một điều nữa đó là À, người mỹ đang đi đúng theo những cái gì mà tổng thống mỹ đã nói tức là làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại làm cho các cái nhà máy xí nghiệp của mỹ à, thì bắt đầu sáng đèn trở lại nhiều hơn so với những cái thập niên trước so với những đời tổng thống trước và đem lại được cái quyền lợi à, sát sườn cho người mỹ người mỹ vì người mỹ thì cái câu chuyện mà luận tội thì đồng nghĩa với câu chuyện là phế chuất Tổng thống Mỹ Và nếu kết án được cái việc trong quá trình luận tội Thì Tổng thống Mỹ sẽ bị phế chuất và sẽ phải chịu trách nhiệm trước cái tội danh của mình Do đó thì cái sự mất mát về niềm tin Tôi chưa nói đến câu chuyện là có kết tội được hay không Nhưng nếu câu chuyện luận tội tiếp tục diễn ra trong cái giai đoạn 2020 Trong kèm với đó là những cái vấn đề gọi là dự báo về kinh tế thế giới nhiều khả năng chịu ảnh hưởng rất là mạnh mẽ của cái vấn đề thứ hai đó là chiến tranh thương mại cũng như là các vấn đề liên quan tới Uh, Liên minh châu Âu uh, bị uh, người Anh rút khỏi Liên minh châu Âu cũng như là rất nhiều các vấn đề phức tạp trong cái tình hình quan hệ quốc tế hiện nay uh, giữa các cái nước gọi là còn lại của xã hội chủ nghĩa uh, bao gồm uh, đính điểm là người Trung Quốc và những nước gọi là theo tư bản chủ nghĩa đang được phân chia rất là phức tạp không giống như ngày trước là còn Nga thì còn Nga chung và một số nước xã hội chủ nghĩa với một số nước tư bản thì gọi là các cái cuộc chiến tranh lạnh diễn ra và nó phức tạp nhưng nó còn rõ nét hơn ở hai cái gọi là khía cạnh đối lập đó là xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa thì ngày nay thì tư bản chủ nghĩa kiểu mới à, à, xã hội chủ nghĩa kiểu mới à, trong đó thì Trung Quốc là đại diện thì rõ ràng là nó đang à, gọi là lôi kéo không chỉ những nước gọi là xã hội chủ nghĩa à, gọi là cùng chung cái đường hướng về 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 cái 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 thể chế chính trị mà Trung Quốc còn đang lôi kéo rất nhiều các cái nước thân hữu thậm chí là đồng minh của Mỹ Vào cái cuộc chiến gọi là đứng chống lại à, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Và rõ ràng là cái niềm tin nếu mất à, khi Tổng thống Mỹ mà bị phế chuất Cũng như là không chúng cử khả năng cao Không nếu như mà bị luận tội và kết tội thì sẽ chắc chắn là sẽ bị phế chuất Và nhiệm kỳ tiếp theo thì không còn Tổng thống Mỹ nữa Không còn Tổng thống Mỹ nữa thì cái câu chuyện mà À, thương mại Mỹ Trung thì rất có thể là sẽ vẫn diễn ra như theo những cái kế hoạch mà người Mỹ đã gọi là đưa ra để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và đưa người Mỹ gọi là đứng ở cái giữ vững ở cái vị thế vị, gọi là cái vị thế bá chủ thế giới. Tuy vậy thì chúng ta cũng phải nên hiểu được rằng khi cái niềm tin mà được mất đi thì thị trường tài chính sẽ sụp đổ. Lý do tại sao chúng tôi lại nói như vậy là bởi vì trong lịch sử cả hàng trăm năm phát triển của thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones chưa khi nào phát triển mạnh mẽ bằng 20 tới 30 năm trở lại đây đặc biệt là kể từ năm 2000 tới nay thì chỉ số chứng khoán Mỹ đã có những cái sự tăng trưởng thần thánh kể từ năm 2009 tới năm 2019 chỉ số chứng khoán Mỹ đã có cái sự tăng trưởng gọi là uh, thần gọi thần kỳ với mức tăng khoảng đâu đó gần 4 lần kể từ cái mốc thấp nhất của đại khủng hoảng gọi là khủng hoảng kinh tế năm 2008 đưa chỉ số công nghiệp Dow Jones về cái mức thấp 6 7 6 8 và đỉnh điểm là lên tới 26 27 ngàn chúng ta thấy là mức tăng rất là kinh khủng và nhờ vào cái những cái những cái hoạch định chính sách những cái chiến lược làm đúng làm chúng của tổng thống Mỹ à, trong thời gian vừa qua thì nhờ đó mà chỉ số chứng khoán Mỹ đã cầm chừng giữ vững và đang tạo đang có cái khuynh hướng tạo ra nhiều đỉnh liên tiếp trong giai đoạn 2018 2019 và nhiều trong số những cái cổ phiếu trong lòng của của chỉ số chứng khoán Mỹ những doanh nghiệp gọi là siêu to khổng lồ ví dụ như Amazon ví dụ Apple ví dụ Google Facebook và rất nhiều các doanh nghiệp khác trong lòng của nền kinh tế Mỹ đã và đang tăng trưởng cũng như là đã đem lại những cái lợi ích gọi là sát sườn cho giới tài phiệt Mỹ cho giới gọi là siêu giàu của Mỹ ngày càng gọi là gặt hái bội tiền trong thị trường chứng khoán. Còn nếu mà mà cái luận tội thành công thì đồng nghĩa với việc là không còn cái trợ lực cho cái câu chuyện này, không còn người nào để chỉ trích uh, cục dự trữ liên bang Mỹ phép, không còn ai để gây hấn với Mỹ, không à với Trung Quốc, không còn ai để 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 để, để làm những cái việc mà đưa người Mỹ gọi là vĩ đại trở lại. Cũng như câu chuyện là người ta gọi là có uh, có thịnh thì có suy, có hưng thì có suy và có tăng thì phải có giảm thì rất dễ thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đi vào cái việc mà gọi là sụp đổ trên cái góc độ phân tích kỹ thuật uh, theo tháng trên chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones thì chúng ta đang thấy có sự phân kỳ rất mạnh trên cái biểu đồ tháng và chỉ số chứng khoán thì mặc dù là chỉ số Dow Jones thì vẫn tăng nhưng mà MACD và RSI tháng thì có một sự phân kỳ rất là mạnh tức là có cái sự suy giảm rất mạnh và đây cũng là những cái tín hiệu cộng với những cái tín hiệu liên quan tới sự leo thang bất thường trong vòng cả hàng chục năm trở lại đây về việc là mất giá của đồng nhân dân tệ vượt mốc 7 uh, trong lịch sử uh, chưa bao giờ có câu chuyện này và cộng thêm với một cái thông tin liên quan là nữa đó là cái câu chuyện nó là cái đường cong lợi suất lợi trái phiếu chính phủ Mỹ là có những cái bất thường trong thời gian vừa qua thì lại càng củng cố thêm với cái câu chuyện là cái leo thang của luận tội tổng thống Mỹ sẽ gây ra những cái bất ổn của cho nền kinh tế toàn cầu à, và đây là điều mà chúng ta cần phải rất rất lưu tâm và cần phải rất quan tâm trong thời gian sắp tới. Hy vọng rằng những cái chia sẻ những cái tổng tổng kết cũng như là những cái tổng hợp về cái thông tin uh, liên quan tới chính trị uh, toàn cầu giúp ích cho quý anh chị và các bạn uh, về uh, tham khảo các cái thông tin và đem lại hữu ích. Uh, chúng tôi có lập một cái fanpage nó gọi là một cái nhóm của thắng ơi tv trên facebook anh chị và các bạn tìm thắng ơi tv trên facebook để tham gia để chúng ta có thể cùng nhau học hỏi những cái kinh nghiệm đầu tư tài chính chứng khoán bất động sản và những cái thông tin đa chiều mà thắng ơi cung cấp trong thời gian sắp tới để anh chị và các bạn có phần nào đó nắm và hiểu rõ hơn rất nhiều các vấn đề chính trị xã hội trong nước và quốc tế cũng như là các vấn đề đầu tư kinh doanh được hiểu theo một cái khía cạnh, một góc nhìn của người trong cuộc để anh chị và các bạn có thêm những thông tin để tham khảo và đưa ra quyết định đầu tư, đưa ra những hiểu biết về nền kinh tế trong nước thế giới hay hơn, tốt đẹp hơn và đem lại nhiều kết quả hơn. Hy vọng sẽ gặp được anh chị và các bạn trong uh, cái nhóm của Thắng ơi TV trên Facebook trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.